Xin chào các bạn. Hello everybody. Today we make the tofu cheese. Okay. It's in nghĩa là ở Việt Nam thì gọi là chảo đó các bạn. Rồi làm theo kiểu của mình ở nhà. Đó. Thì đây là mình sẽ đổ chảo vô. Mình cắt cái này là cái loại mà hũ để mình mua, nó cái loại mà nó rất là cứng. Đó, rất là cứng các bạn. Cái kêu đây là firm tofu, là extra firm luôn. Đó, extra firm, see. Đó, thì cut small out, okay. So I put some soap, sea soap, core. But put in. Okay, for about 2 hours. So get the water. So the filter water. Mình đổ nước, mình không ngâm cái nước thường mà nước lọc qua. Nước lọc đó các bạn, mình đã lọc rồi, mình bỏ vô đây, mình sẽ ngâm nó khoảng 2 tiếng một, ngâm nó khoảng 2 hours for with the soap, okay, 2 hours. Bây giờ này là đã 2 tiếng hồn nó ngâm nó rồi các bạn, bây giờ mình phải cho ráo nước, đó. Sẽ đặt lên cho nó ráo nước rồi các bạn. Đó, thì bây giờ mình sẽ lấy giấy. Đó, cái giấy sẽ đặt lên. Đó, để cho nó rút nước rồi. Đó. Bây giờ mình sẽ lấy giấy lên. Đây. Đó, bây giờ mình sẽ sắp ra. Sắp ra cho nó khô, cho nó ráo nước, mình để đây khoảng từ 2-3 ngày vậy đó, cho nó lên men. Đó. Mình sẽ để đây cho nó 2-3 ngày, để cho nó lên men các bạn. Đó, let's make the pudding here for the fresh, for the dry, and you. Nó chằn xuống nước đó các bạn, nước nó ra. Thân chào các bạn, hello everybody, this is my tofu now. I put it outside there about 3 days already, so now the dry now, dry and on top of them they have turned yellow, see? Turned yellow. A little different color than before. So now it's done now. But I put not in the sun, but I just put on the table here. In Canada here, we the weather, winter very dry inside the house. Thì các bạn mình để trên bàn thôi. Để mình phơi nó trên bàn để cho nó ra. Nó thấm nước vào cái giấy này thì nó đã có cái màu vàng vàng ở trên mặt rồi, thì nghĩa là mình cảm thấy là mình thấy nó là đã lên men rồi đó các bạn. Thì ở trong mùa đông ở đây á thì là
nhà của mình á, nó rất là nóng các bạn, cho nên nó khô lẹ lắm, nó lên men rất là lẹ, mà cũng cần phải bỏ vô lò nước. Hậu ơi, lót quanh nè, bây giờ mình bỏ vô đây. Thôi, grab it for me, this one. Well, watch it to give to me. Bây giờ mình với này là ớt bột của đại hàng các bạn đó, mình để lên, mình cho nó lên như vậy để nó có mùi vị của ớt này. Bà xã thì không thích ăn ớt, nhưng mình thích hơi có màu vậy đó, có màu. Hơi bà xã bà không thích ăn chao các bạn. Thôi thì mình mua cũng được, nhưng mà thôi mình làm là mua làm ở nhà cho nó ăn, cho nó bổ dưỡng sạch sẽ. Thứ nhất là bây giờ cái bệnh dịch này là các bạn, nó giúp mình là spoon and stir đó. Thì nó change the color đây nè các bạn đó, nó đã đổi màu rồi, đổi màu trên mặt rồi, mình cảm thấy là nó đã lên men rồi các bạn. Không có nghe mùi thúi gì hết đó. Và như vậy mình nhà mua cái này là đậu hũ mà nó rất là cứng. Giờ bà xã sẽ nấu rượu với nước cho mình, với muối, rượu muối nước. Bây giờ mình để sắp vô trong cái hũ này đó. Bây giờ mình mới bỏ cái vô cái hũ này các bạn, sắp cho nó đều tí đó. Cứ phải đại rồi. Rồi mình sắp. Ở nhà ăn thì mình cũng không cần phải đẹp đẽ gì, khá là sạch sẽ, ngon lành là được rồi. Rồi mình sắp lại cho có lớp, nó có từng có lớp. Thì vẫn vậy đó. Bây giờ mình cái này để mình chân xuống sắp lớp là nó được hơn đó. Cắt dừa thôi cho mình ngon, cũng như cái nhỏ cái lớn vậy đó các bạn. Vì mình sắp đại lớn cái nhỏ, sắp ra nó đều. Làm bây giờ mình ăn thôi, cái này cho mình làm ăn cũng bằng mấy tháng rồi. Này mình làm khoảng tuần là mình ăn được rồi các bạn.
khi mà nó chín rồi á, mình mua cái dầu mè các bạn, cho mình nào khử nó, mình thắng khử lên đó, dầu mè rồi mình để lên trên cho nó có mùi thơm. Cách làm cha của mình là như vậy. Thì theo tiếng Anh á, thì cái này á là nó có cả mấy ngàn năm rồi các bạn. Trước cả Đức Phật của này á, là thuộc ở bên Thổ Nhĩ Kỳ, với cái hòn đảo Monaco là có mấy ngàn năm rồi, nó là thuộc loại thuộc bên Bắc Âu đó các bạn. Cái này nó làm từ đậu nành là bên đó trồng ở Âu Châu là trong mấy ngàn năm rồi, không phải là phải nhờ có Phật rồi mà, hay là sau này là tụi Bà Tàu nó mới đi làm công cho bên đó đó, đi kêu là xuất khẩu lao động đó các bạn, qua bên đó bên Bắc Âu đó. Mới học cái nghề làm cha này, tại cho mướn nó làm. Thì bên Bắc Âu ấy, thì nắng nó nhiều, mùa đông cũng lạnh lắm các bạn, nên cái người ta làm, xong là mùa hè rồi ta được chôn với tuyết á, với băng giá đó, cho hết mùa đông người ta làm như vậy. Đây là các bạn làm xong rồi đây. Giờ mình nấu, mình sẽ nấu nước gạo với muối, mình sẽ cho nó vào. Sau đó khi nó chín rồi mình sẽ bỏ thêm dầu mè vô. That's a lot of wine, that's why it smells nice. This is wine and core soap. Oh, can we do it? Water, yeah, that's it. That's it. Mm-hmm. But some people use vodka or rum, white rum, right, or vodka. That's, I think, expensive. But I think it's ideal to cook in wine. It's cheaper. Mm-hmm. Ở Việt Nam thì chỉ đủ đế. Rượu đế mình dùng mà rất là tốt, nên lấy con bôi lên đó mình hạ lửa nó xuống. Thì khi mình hạ lửa xuống xíu rồi bây giờ đổ vô. Đó. Khi mà nó nguội xuống rồi mình sẽ đổ vô các bạn. In English, they call the cumin, or they call the tofu, the cheese. Okay, so nothing. So leave it there for cold. Thank you.
Đức bóng rồi kìa. Cái đèn ở đây là chị Đức bóng rồi.